Xin chào tất cả mọi người. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn cách giải tìm giá trị của x và y trong tam giác vuông ABC. Công thức thứ nhất, chúng ta sẽ sử dụng công thức Pythagore. Như vậy, ở đây chúng ta sẽ có AB bình phương cộng AC bình phương bằng BC bình phương. Như vậy, chúng ta sẽ có là x bình phương cộng y bình phương bằng 5 bình phương. Công thức thứ hai đó là hệ thức lượng trong tam giác vuông. Chúng ta sẽ có AB nhân AC bằng AH nhân BC. Như vậy chúng ta sẽ có là XY bằng 2 nhân cho 5. Và bây giờ chúng ta lập hệ phương trình. Bây giờ chúng ta chia hai vế cho y. Vì thì chúng ta sẽ có 10 chia cho y. Và chúng ta thế cái cục này vào x, chúng ta sẽ tính ra y. Như vậy chúng ta quy đồng mẫu số lên, 10 bình phương chính là 100 cộng cho y mũ 4 trừ cho 25 y bình phương. Như vậy chúng ta sẽ có phương trình y mũ 4 trừ 25 y bình phương cộng 100 Như vậy chúng ta sẽ đặt t ở đây chính là y bình phương. Như vậy t phải lớn hơn hoặc bằng 0. Nhưng vì ở đây là cạnh thì chúng ta sẽ loại luôn cái t bằng 0. Như vậy chúng ta chỉ còn lại t bình phương trừ 25t cộng 100. Chúng ta giải phương trình bậc 2 thì chúng ta sẽ có t bằng 20 và t bằng 5. Như vậy chúng ta sẽ có y bình phương bằng 20, y bình phương bằng 5. Trong trường hợp này chúng ta chỉ chọn căn bậc 2 là dương thôi nha. Vì đây là cạnh, y chúng ta sẽ có căn 20. Và y ở đây sẽ có là căn 5. Chúng ta biết x sẽ bằng 10 chia y. Như vậy chúng ta sẽ có 10 chia cho căn 20. Và x sẽ bằng 10 chia cho căn 5. Và đây là đáp án của bài toán. Cảm ơn mọi người đã xem video của mình.